Thế ngày xưa là ông đến với bà kiểu thế nào, và ông có thể kể lại tình sử của ông không? Đó, nó bình thường đấy, những cái đôi trai gái yêu nhau đấy. Dạ. Mấy cái đứa này cứ chạy linh tinh ra ngoài chân bẩn con người. Ngày xưa cái điều mà ông nhớ nhất về bà là cái điều gì ấn tượng ý, khiến cho ông ấn tượng ý? Không ấn tượng gì? Bình thường như cái đôi trai gái khác. Dạ. Cháu hỏi ông thế thì ông không biết trả lời đâu. Cái toàn bà. À, đúng rồi, chị vào đây, chị vào đây. Kìa. Anh hỏi đâu? Không thua à? Gì bà? Là hết bánh ấy rồi. Bánh ngầm tay rồi. Đấy, bà chụp nữa ấy hả? Dạ, con đang quay đấy không ạ? À, đây ạ. À? Con chụp xong rồi. Ê, dạ. Có gì? Bánh được không? Cha, chị. Có. Có, có trả lời không? Bánh. Phiểu ngoài ba của con chó thì kiểu như chạy nhanh. Thế bà là về hưu được bao lâu rồi bà? Có vẻ hơn 8 năm rồi. À, thế trước là bà dạy môn gì ạ? Nhiều, yêu kiểu gì bánh. À, vâng. Ông vừa tặng bao nhiêu cho con vật nó ăn đấy. Tím. Về được mà. Dạ. Thấy không? Đây là cúc cu này. Lĩnh lương như bây giờ là 8 năm mấy tháng nhỉ? 7, 8, 9, 10, bà báo cho con 11. Con bà đi, con bà đi bà đi là, gần 8 năm rưỡi để lĩnh lương hưu được gần 8 năm. À vâng ạ. Cái gì? Thế có thêm cái môn sư phụ cụ không? Không đi. Đây, đưa đây bà cắt cho nào. Con bà ngồi bà đi. Tại sao không? Thế anh bách mà ngồi bà này. Bách này đây, bà cho con bánh, con này. Bánh này còn ngon hơn đấy. Dạ. Để bà bóc con. Bà bóc rồi con chia cho anh Bách, chia cho anh Trang đi.